Có những lần bạn gặp một người có vẻ ngoài cũng không mấy xinh đẹp, nhưng lại có một thứ gì đó rất đặc biệt khiến cho ai cũng muốn trò chuyện với cô ấy. Một sự cuốn hút từ những điều nhỏ nhặt như những lời quan tâm hay những món ăn mà cô ấy làm. Tình yêu là một thứ cảm xúc tuyệt vời mà ai trong chúng ta cũng từng đã trải qua. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng tình yêu không chỉ bắt đầu từ trái tim mà nó còn bắt đầu từ dạ dày. À, tôi xin lỗi, đây không phải là một video hay podcast về tình yêu. Ý tôi là tôi muốn nhắc đến một vụ án cực kỳ nổi tiếng từ Nhật Bản năm 2009. Động cơ, thủ đoạn lừa đảo và giết người của cô gái này là những gì mà tôi đã đề cập bên trên. Và đó là Kaneie Kishima. Ngày 6 tháng 8 năm 2009, một người đàn ông 41 tuổi tên là Yoshiyuki Ode được phát hiện chết bất thường trong ô tô ở Fujimi, tỉnh Saitama. Trên xe có lò đốt than điện, công cụ được dùng phổ biến trong các vụ tự tử của Nhật Bản lúc bấy giờ. Nghi ngờ là vụ tự tử, nhưng cảnh sát lại tìm thấy một số điểm đáng ngờ. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì ngộ độc khí carbon monoxide, đồng thời có dấu vết của thuốc ngủ trong máu. Ngay trước khi qua đời, Ode chuyển cho Kishima 5 triệu yên vào tài khoản ngân hàng. Ở tuổi 41, tôi thực sự mong chờ được kết hôn và hôm nay tôi sẽ gặp gia đình của người bạn đời của mình. Thời gian gần đây, chúng tôi dành toàn bộ thời gian tìm kiếm nơi ở mới để chung sống. Tối nay, chúng tôi sẽ có kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm. Ông Ode viết trên blog 20 tiếng trước khi mất. Vậy thì không thể nào tự tử được đối với một người đang có sự hào hứng như vậy. Cuộc điều tra dẫn cảnh sát đến nhà của Kijima. Họ phát hiện người phụ nữ thất nghiệp này liên quan đến cái chết của 5 người đàn ông khác từng kết bạn với cô ta trên mạng. Các nạn nhân đều chết trong tình huống đáng ngờ và khoản tiền trong ngân hàng mà cô nhận được cũng đầy nghi vấn. Qua điều tra, Kaneie Kishima từng yêu cầu bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc ngủ và tình cờ giống như với các thành phần được tìm thấy trong thi thể của những người đã chết. Khi cảnh sát khám xét nhà của Kishima, họ tìm thấy nhiều bếp than giống với hiện trường. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ người phụ nữ tên Kijima và buộc tội cô ta lừa gạt, chiếm đoạt tài sản và cố ý giết người. Theo mô tả của gia đình ba nạn nhân, cả ba người họ đều bị cái tên Kaneie Kishima mê hoặc và sẵn sàng trao tiền cho cô với một niềm tin mù quáng vào người phụ nữ này. Khi ba nạn nhân qua đời, trên miệng họ đều nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy, điều gì đã khiến Kaneie Kishima lại trở nên đặc biệt? Kaneie Kishima sinh năm 1975 trong một gia đình giàu có ở Hokkaido, Nhật Bản. Gia đình họ có 4 người con và Kishima là con gái lớn. Bố mẹ cô rất nghiêm khắc với con cái. Vì xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, người phụ nữ thường được chỉ dạy rất kỹ để phục vụ chồng được tốt nhất và ở giới thượng lưu. Cô bắt buộc phải nghe theo lời của mẹ và học các nhạc cụ cổ điển mỗi tuần. Mặc dù bị béo phì từ bé và không được xinh xắn từ khi còn nhỏ, cô đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt và chế giễu là khủng long. Mặc dù vậy, điểm số của Kishima vẫn luôn rất tốt. Kaneie Kishima là một người rất hiền lành nhưng luôn chịu sự chế giễu của bạn bè. Điều đó khiến cô thật sự tự ti và không có nổi một mối tình thời đi học. Nên vào năm thứ 3 trung học cơ sở, cô đã có một ý định là bỏ trốn khỏi thị trấn và đến một nơi khác tốt đẹp hơn. Kishima đã lấy trộm 3 triệu yên tiền đặt cọc nhà mới của gia đình cô, nhưng đã bị phát hiện. Điều này khiến mối quan hệ giữa Kishima và cha mẹ cô rạn nứt nghiêm trọng. Cô được yêu cầu đến nhà bà ngoại và ở đó một thời gian. Vì không có sự kiểm soát của cha mẹ, Kishima yêu đương với một ông chú trung niên khoảng 40 tuổi. Nhận ra mình có sức hút với những người đã có tuổi, Kishima ngây thơ luôn chiều theo những lời yêu cầu của người đàn ông này. Ông ta thường vay tiền Kishima, cô vì quá lụy tình mà đã ăn trộm thêm một lần nữa, lần này là 7 triệu yên từ bạn bè của mình. Người đàn ông sau đó bỏ trốn đến Tokyo và không bao giờ liên lạc với Kishima nữa. Năm 18 tuổi, có thể là do tâm trí không ổn định hoặc cú sốc đầu đời đã làm cho cô thi trượt đại học. Kishima đã tìm việc tại KFC Tokyo và rời khỏi quê nhà. Cuộc sống thành phố áp lực và đắt đỏ đã khiến tiểu thư Kishima xin nghỉ việc chỉ sau 3 tháng tại KFC. Để tồn tại ở Tokyo, cô đã đến một câu lạc bộ hẹn hò để đăng ký tham gia.
Cô làm việc trong một tổ chức môi giới trung gian và làm phụ bếp tại một quán ăn, đồng thời sẽ cặp kè cùng những người đàn ông có một nhu cầu đặc biệt. Từ khoảng thời gian này, cô đã dần nhận ra những người đàn ông lớn tuổi thường cô đơn và không cần quá nhiều yêu cầu về ngoại hình. Họ chỉ cần những sự quan tâm, yêu chiều và một hình bóng của một người vợ kiểu mẫu. Kishima đã đăng lên trang hẹn hò của mình rằng đây không phải là bán thân, mà là hành động quan hệ với một người đàn ông trên cơ sở yêu đương và chấp nhận hỗ trợ tài chính của đối phương. Thời gian này, cô đã tự đăng ký một tài khoản trên trang web ẩm thực nổi tiếng, đổi tên mình thành Yoshikawa Sakura và tự nhận bản thân mình là blogger ẩm thực của năm trên Internet. Nhờ kỹ năng nấu ăn, Kishima trở thành người khá nổi tiếng trong giới ẩm thực mạng. Theo lời kể của Kishima, cô ấy đã rất nổi tiếng trong suốt cuộc đời của mình. Mỗi lần ai đó muốn đi chơi hoặc hẹn hò với cô đều hơn 100.000 yên một ngày. Với sở thích viết blog và nhắn tin cưa cẩm đàn ông, Kishima đã trở nên lão luyện hơn trong việc suy đoán tâm lý của họ, dễ dàng phân tích nhu cầu của đàn ông. Với việc kiếm tiền quá dễ dàng, tính cách của Kishima đã bị biến dạng nghiêm trọng và lệ thuộc vào công việc này. Kishima đã lên kế hoạch cho trang blog của mình. Cô chăm viết bài và thể hiện bản thân là người giỏi nấu ăn, thường xuyên khoe những món ngon và cô nấu và chi rất nhiều tiền để đến các nhà hàng cao cấp và check-in. Tiếp theo, Kane Kishima bắt đầu chọn những người đàn ông lớn tuổi, đã kết hôn hoặc những người lớn tuổi đang tìm kiếm bạn đời và chưa từng có mối quan hệ nào với kỹ năng xã hội kém. Bằng cách này, người phụ nữ chỉ trong 3 năm đã xử lý hơn hàng chục ngàn người đàn ông lừa đảo hôn nhân với hơn 100 triệu yên. Kishima đã đúng khi lựa chọn những nạn nhân của mình vì họ ít tiếp xúc với xã hội, phương tiện Internet còn khá mới lạ với họ. Người đã kết hôn rồi thì lại sợ bị gia đình phát hiện. Những người lớn tuổi có tiền bạc thì sợ bẽ mặt với đồng nghiệp hoặc là cấp dưới, nên chẳng một ai có gan để báo cảnh sát. Và cô đã chót lọt. Một trong những chiêu trò lừa đảo của Kishima được sử dụng là việc tạo ra nhiều câu chuyện khác nhau. Cô đã cho rằng mình bị mắc bệnh ung thư hoặc đang trong tình trạng khó khăn về tài chính. Nạn nhân phải đưa tiền cho cô để đầu tư vào các kế hoạch kinh doanh hay hàng hóa đặc biệt. Sau khi nhận được tiền hoặc tài sản lớn, cô đã tìm cớ biến mất hoặc tạo mâu thuẫn để rời bỏ những người đàn ông này. Ngoài ra, Kishima cũng đã sử dụng phương tiện điện thoại di động của các nạn nhân để lừa đảo và xin tiền của họ. Cô đã giả mạo âm thanh và các tin nhắn của các nạn nhân để lừa đảo thêm nhiều người khác. Giọng nói của Kane Kishima có vẻ ngoài giản dị, nhẹ nhàng và ân cần. Sau khi làm quen với đàn ông, cô không ngần ngại khen ngợi và động viên họ. Cô đã có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tôn thờ và xu nịnh, thậm chí còn gọi họ là đức vua hay là nhật hoàng. Nói tóm lại, chính là để cho những nam nhân tự ti đó cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến của cô. Đây là một người phụ nữ máu lạnh, kiềm chế lý trí, bình tĩnh và tàn nhẫn. Ngay cả trước tòa, Kishima vẫn tin chắc rằng những người đàn ông này tự nguyện dâng hiến cho cô, và khi cô nói lời chia tay thì họ đã đau buồn đến mức phải tự sát. Con mồi đầu tiên của cô là một kỹ sư có tên Takao Terada. Hai người bắt đầu có quan hệ tình cảm và Terada sẵn sàng chi tiền vô cùng hào phóng cho Kishima. Tới năm 2009, Terada qua đời ở nhà riêng. Bên cạnh có 6 bếp than và không có dấu hiệu của một vụ giết người. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Sau khi Terada qua đời, Kishima sử dụng số tiền của anh ta là 4,61 triệu yên để mua một chiếc xe Mercedes. Một nạn nhân khác là Kenzo Ando, 80 tuổi, đã nghỉ hưu và mất vợ từ lâu. Cha của Ando là một họa sĩ nổi tiếng người Nhật Bản. Nhiều bức tranh của Ando thừa kế có giá trị lên tới hàng chục triệu yên. Sau thời gian dài trao đổi qua thư từ, cô và Ando bắt đầu hẹn hò và thường gặp nhau vào ban đêm. Thậm chí, Ando đã đưa chìa khóa nhà của mình cho Kishima. Nhờ đó mà cô đã đánh cắp tất cả các bức tranh của Ando thừa kế và bán với giá thật cao. Năm 2009,
Một đám cháy lớn đã thiêu rụi nhà của Ando. Và chúng ta biết đó, ông ta đã thiệt mạng trong ngọn lửa. Nạn nhân thứ ba của Kishima là Yoshinao Ohide, một người đàn ông đang sống với mẹ và có nhiều tài sản ở Tokyo. Ông ta là người chủ động hẹn hò Kishima qua một trang web và cả hai thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn. Nhờ đó, Kishima đã lừa được 4,7 triệu yên từ người đàn ông này. Và đó là người đàn ông tôi đã nhắc khi mở đầu video. Ngày 25 tháng 9 năm 2009, cảnh sát đã bắt Kishima ở nhà của Yabe, nạn nhân thứ tư, ngay lúc cô ta vừa mua một bếp than. Ban đầu, cô ta không chịu nhận tội, cho đến khi cảnh sát mời nhân chứng tên là Toshiaki Suehiro. Ông này khai rằng mình đã từng bị Kishima lừa và thoát chết trước khi thuốc ngủ có tác dụng. Ông là một nhà kinh doanh thành đạt, nhưng đã kết hôn và trở thành nạn nhân tiềm năng của Kishima khi cô ta lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của ba người đàn ông trước đó. Một số bằng chứng gián tiếp như thuốc ngủ và bếp than của ba nạn nhân khác, đồng thời thu được các bằng chứng như số tiền lớn và tin nhắn từ họ. Trong hai phiên tòa sau đó, Kishima đã bị kết án tử hình, và trong thời gian ngồi tù, người phụ nữ này lại tạo nên những điều kỳ lạ. Hanae Kishima mở blog ghi lại cuộc sống trong tù, rồi ba lần kết hôn trong tù nhờ viết vlog. Và người thứ hai chính là phóng viên đến phỏng vấn cô. Người phóng viên này nói, dù chết anh ta cũng không hối hận khi lấy cô. Không chỉ vậy, nhiều người đã kêu oan cho Kishima, mong cô được trắng án, nhưng cuối cùng cô được xác nhận là sẽ bị xử tử. Cuộc thảo luận về Kishima chưa bao giờ ngừng giữa mọi người. Cô ấy có phương tiện để vượt qua các điều kiện bên ngoài, và Kishima có fan trung thành đến để viết blog giúp mình. Năm 2012, tòa án quận Saitama tuyên bố tử hình dành cho Kishima, kết thúc một cuộc đời của một kẻ săn người trên mạng. Vụ án của Kanae Kishima chính xác là bài học cho những người thiếu kinh nghiệm về cảm xúc của xã hội. Trên thực tế, trong cuộc đời của chúng ta không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng vậy. Chúng ta thường thiếu kinh nghiệm yêu đương và cách để yêu thương một ai đó. Đôi khi là hy sinh quá nhiều, nhưng lại đặc biệt khao khát được hiểu và được yêu. Một khi bạn gặp một người biết bạn, quan tâm và ân cần với bạn, thì thật khó để có thể cưỡng lại được. Không cần ngoại hình xinh đẹp, không cần hình thể, không cần tiền bạc. Chỉ cần nắm bắt tâm lý đàn ông và thấu hiểu nhu cầu của mọi người, thì dù có xấu xí như thế nào, cũng sẽ làm đê mê lòng người. Hãy thật cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng Internet. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định. Đừng để mình là một nạn nhân tiếp theo. Tôi là người chơi số 8. Hẹn gặp lại ở những tập sau. I'm not afraid to die.